Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếngtrung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 15 giáo trình Hán ngữ 1. Sau đây các bạn dở trang 111 để đọc qua từ mới cùng với tiếngtrung.vn. Yǒu xiāng zì zhòng jīng jiù hěi yào zhòng yào xī yào zǐ diǎn jiǔ lǐ zhì zhōng pín jiàn yī fù bǎ sǎn pín xiāng shuǐ bẩn hứa chữ tại bao máu y yến chu bị bao chữ ti thú khủng khoáng. Sau đó các bạn giờ về trang 110 đọc bài khóa và dịch sang tiếng Việt cho tôi. Nên sau khi các bạn đã tự đọc và tự dịch thì các bạn sẽ so sánh với cả đáp án của tiếngtrung.vn. Sau đây là đáp án của chúng tôi. Bài khu huấn 1. Ní ở chỉ cơ xiang chữ, bạn có va mấy cái vali? Lẻng cỡ hai cái. Nỉ đã xem chữ trung của trung, vali của bạn có nặng hay không? Trước cơ xem chữ khẩn trung, cái vali này rất nặng. Na cỡ ú thai trung, cái kia không nặng lắm. Nỉ tận á của bạn thì sao? Chai nạ ở đằng kia. Ủa tợ của tôi, tâu khẩn xin đều rất nhẹ. Nỉ tận xem chữ vali của bạn khẩn xin rất mới. Ủa tợ khẩn triệu của tôi rất cũ. Na cơ xin tợ ú sửa tợ, cái mới kia không phải của tôi, sự phấn yêu tận là của bạn thôi. Xen sân, ông ơi, chưa sẽ khay tận những cái màu đen này. Sự sở mà tung dị là những đồ gì? Chưa sư y xia yạo, đây là một số thuốc. Sở mây yạo, thuốc gì? Trung yạo, thuốc bắc. Chưa sư bú sư yạo, đây có phải là thuốc hay không? Chưa bú sư yạo, đây không phải là thuốc. Chưa sư triệu, đây là rượu. Na cơ xen xử lý, sự sở mà trong cái vali kia là cái gì? Tâu sự đều là dư dung phỉn, đồ dùng hàng ngày. Yếu lẻm trên y phụ có hai bộ quần áo, y bá sản một cái ô, khứa y bính xiang xuẩy và một chai nước hoa, khái hiểu còn có y bẩn su một quyển sách, lẻm khứa chứ tại hai hộp băng cassette. Quay lại phần từ mới, hiểu là có. Ní ở chỉ có xiang chữ, bạn mới có mấy cái vali, chung là nặng. Ủa tớ xiang chữ khẩn trung, vali của tôi rất nặng, chinh là nhẹ. Ủa tớ xiang chữ khẩn chinh, vali của tôi rất nhẹ. Chiêu là cũ. Ủa tợ xem sự khẩn triệu, vali của tôi rất cũ. Khây là màu đen. Nắc cơ khây tợ sư bú sư nỉ tợ, cái màu đen kia có phải của bạn không? Yạo là thuốc. Ủa truy mải yạo, tôi đi mua thuốc. Ní mải trung yạo khái sư si yạo, bạn mua thuốc bắc hay là thuốc tây? Chứ điện, từ điển. Ủa truy mải chứ điện, tôi mua từ điển. Chiều, rượu, lì, bên trong. Chiếu lì hiểu sớm ạ, trong rượu có gì? Rư dung bình, đồ dùng ngày. Ủa truy mải rư dung bình, tôi đi mua đồ dùng hàng ngày. Chẹn là lượng từ của quần áo. Y chen y phụ, một bộ quần áo. Y bá sản, một cái ô. Bả là lượng từ gì đấy, cầm nắm được. Ví dụ, y bá sản, một cái ô. Y bá ỉ sự, một cái ghế. Y bả tao sự, một con dao. Pính, bình, chai lọ. Y bính xiang xuẩy, một chai nước hoa. Bẩn là lượng từ sách vở tạp chí từ điển. Ví dụ, y bẩn su, một quyển sách. Y bẩn chữ tiện, một quyển từ điển. Y bẩn trá dự, một quyển tạp chí. Y bẩn bẩn sự, một quyển vở. Khứa có nghĩa là hộp. Y khứa chứ tại một băng cassette. Bao là cái túi. Của truy mải bao, tôi đi mua cái túi. Máu y là áo len. Y chen máu y, một chiếc áo len. Vén chú bỉ, bút bi. Lượng từ nó là chư. Chư là lượng từ gì dạng cành nhánh. Dụng, y chư xấu chữ một ngón tay tay. Y chư vén chú bỉ một cái bút bi. Bao chữ là báo chí. Của truy mải bao chữ, tôi đi mua báo chí. Ti thú là bản đồ, lượng từ nó là trang. Tất cả những gì có bề mặt rộng dùng lượng từ trang. Y chang ti thú một cái bản đồ, y chang chua chữ một cái bản, y chang khay bảng một cái bảng đen, y chang choáng một cái giường, khúng là màu đỏ, vali của tôi là màu đỏ, ủa tờ xen chữ sư khúng tờ, khoáng là màu vàng, vali của tôi là màu vàng, ủa tờ xen chữ sư khoáng tờ. Tức là các bạn đặt càng nhiều câu càng tốt thì các bạn càng thuộc từ và thuộc cả cái cấu trúc câu, thì khi mà vào cái việc để nghe nói với người ta thì các bạn sẽ thuần thục hơn. Còn nếu mà bạn không chịu nói, không chịu tập thì không thể nào khá lên được, không thể nào quen thuộc được, bởi vì học ngoại ngữ chỉ cần chăm, chấm hết. Các bạn quay sang chú thích trang 113, dòng thứ hai từ trên xuống. Chưa sư Isia yạo, đây là một số thuốc. Isia có nghĩa là một số. Isia đấn, một số người. Isia su, một số sách. Nả xia su, những quyển sách nào. Chưa sư tung si, những cái đồ vật này. Sang phần ngữ pháp. Câu vị ngữ tính từ là loại câu mà thành phần vị ngữ được tạo bởi một tính từ hoặc một cụm tính từ. Tôi ví dụ, chưa có xen sự khẩn trung, chưa có xen sự là chủ ngữ, khẩn trung là vị ngữ.
Trong vị ngữ đó có tính từ hạt nhân trụng, khẩn là phó từ mức chỉ mức độ, nói rõ nghĩa cho trụng. Khan sự khẩn nán, chữ hán rất khó. Bộp bù mà khoan ủy bú thải nán, nắc cứt xem sự bù trung. Sau đó bạn chuyển sang trang 114. Trước tính từ thường có phó từ, ví dụ như khẩn hoặc là thai. Còn nếu mà không có từ thì câu có nghĩa là so sánh ngầm. Ví dụ trước các khan sự khẩn nán, đó là câu mô tả. Chữ hán này rất là khó. Nhưng nếu họ nói trước các khan sự nán thì họ sẽ ngầm so sánh với na cơ khan sự phu nám. Chữ án này khó, chữ án kia không khó. Tức là không có khẩn, không có thai, tức là không có phó từ chỉ mức độ. Thì các bạn hiểu, à đó là chuẩn bị so sánh đây. Chữ cơ sen sự chung, cái vali này nặng. Na cơ sen sự trinh, cái vali kia nhẹ. Trong phản huân truy, câu hỏi chính phản là người ta đặt một khẳng định bên cạnh một phủ định, người ta tạo ra một nghi vấn, đơn giản vậy. Tha sư bú sư lão sư, ông ta có phải là giáo viên không? Hoặc tha sư lão sư bú sư. Câu trả lời sự hoặc bú sư. Nì truy bú truy, nì truy bú truy in hàng. Nì truy in hàng bú truy, truy là đi, bú truy không đi. Nì máng bú máng, khẩn máng, bú máng. Tổ từ chữ tơ. Tơ là một vấn đề nói tắt, thường là có văn cảnh rồi thì chúng ta không nói hết mà chúng ta chỉ nói đến tơ là cùng. Tôi ví dụ luôn. Chiêu xia xiang sự sư xuấy tợ, cái vali này là của ai? Chiêu tợ sư ở tợ. Người ta chỉ nói chiêu tợ thôi. Người ta không cần nói chiêu tợ xiang sự làm gì cho nó mất công. Bởi vì trên nó đã có nội dung về cái điều đó rồi. Thì chúng ta ngầm hiểu rồi, nên là giản lược. Người Trung Quốc thì người ta càng giản lược càng nhiều càng tốt. Và thường thường nói rất là hay nói tắt. Ví dụ như bảy trinh sư phan ta xuế, họ đâu có nói vậy. Họ nói tắt là bảy sư ta. Chúng ta trong quá trình học thì chúng ta phải thiên biến vạn hóa vào, bắt đầu tích lũy để chúng ta hiểu. À nói tắt, bởi vì nếu mà chúng ta lần đầu tiên nghe và nói tắt để chúng ta chịu chết không hiểu gì. Chiêu tợ sủa tợ, cái cũ là của tôi. Xin tợ sư của phấn yêu tợ. Chưa sư xuấy tự su, đây là sách của ai? Chưa sư của ba bà tự, đây là của bố tôi. Sau đó các bạn dở sang trang 116, luyện ngữ âm cùng với tôi. Phân biệt âm và thành điệu. Trung nhạo, trung nhạo, xiang chữ, xiang chữ. Chữ điện, chữ điện, nọ, nọ, y phụ, úy phu. Chữ tại, chữ tại. Rư rung bình, vi suy bình, công uy bình, in sa bình, chán lán bình, khoa trang bình. Sau đó đang đọc to rõ ràng, các bạn phải đọc lên và dịch sang tiếng Việt. Sau khi các bạn tự làm rồi mới xem đáp án của tiếng Trung chuyển VN. Sau đây là đáp án của chúng tôi. Y chen y phụ, y khớ chứ tại, y bảo ý xả, y bái ý chữ, y bình xiang sợi, y bình bí chiểu, y bẩn sô, y bẩn chứ điện, xuấy tập bao, xuấy tập bảo, xuấy tập su, xuấy tập yào, xuấy tập bì, xuấy tập xin, của tờ, tha tờ, xin tờ, chiều tờ, lão sư đó, sư lưu sư sang đó, sư bù sư, chư bù chư, chư bù chư, khơ bù khơ, chư bù chư, chư bù chư, thinh bù thinh, sô bù sô, tú bù tú, xỉa bù xỉa, mải bù mải, yào bù yào, chạy bù chạy, khoan bù khoan, hào bù hào, nán bù nán, máng bù máng, xin bù xin, xuế xí bù xuế xí, khoan ính bù khoan ính. Bây giờ các bạn sang phần thay thế trong 117. Các bạn tự làm sau đó thì so với đáp án của tiếng Trung chấm VN như sau. Chứ sư sấm, chứ sư yạo, chứ sư sấm yạo, trung yạo, chứ sư trung yạo. Trong ô vuông, trá, khúng trá, chứ tiện, tinh ủy, khan linh chứ tiện, chứ tại, tinh ủy, chứ tại, trá trự, trung ấn trá trự, ti thú, trung quốc ti thú, phần 2. Chưa cơ sang sự sư xuấy tợ, của tợ, chưa cơ sang sự trung bú trung, khẩn trung, bẩn su nán bả y chữ trung chẹn y phụ xin bình xiang sợi xiang bẩn chữ tại chữ tiện họ phần ba. Chưa xia sư bú sư yào bú sư chưa xia bú sư yào trong ô trá chiều chữ tiện chữ tại ti thú bao trừ phần bốn. Nỉ truy bú truy yếu truy 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 yếu yến hàng chư bao chữ khơ bí chiều mải khan ủy chữ tiện khan trá trự phần năm. Ní mải bu mải bính của bu mải của mải trí trự khan ủy su khan ủy chữ tiện bạo ti thú yến chu bỉ chen bỉ trá trự khoa bạo chiều trá. Bây giờ các bạn chuyển sang trang 118, bài số 3. Chọn lượng từ để thích hợp để điền vào chỗ trống. Đây là đáp án của chúng tôi. Y bảo ý sản lẻng cơ bính của san cơ thúng xuế sư chiên máu y ú bẩn su liêu khớ chứ
Chữ tại Chi Ping Phí Triều Bao Quê Lão Sư Sứ Bẩn Trá Trự. Bài số 4, điền từ trong ngoặc và vị trí thích hợp. Đây là đáp án của tiếng Trung Trần Việt Nam. Chư xìa sư su, na xìa dễ tâu sư su. Ổ mân tâu sư liều xế sân. Ổ chù sư lấu, tha dễ chù sư lấu. Tha pa pa sư mệnh của đấn, tha ma ma dễ sư mệnh của đấn ma. Tha xế xí khan ủy, ổ dễ xế xí khan ủy. Ổ mân tâu xế xí khan ủy. Câu 6, tha mải su khái mải lẹc khớ chứ tạ. Bài số 5, trả lời câu hỏi. Nǐ qù bù qù yǒu qǔ, wǒ bù qù yǒu qǔ. Nǐ mǎi bù mǎi hàn wǐ zhí diàn, wǒ bù mǎi hàn wǐ zhí diàn. Nǐ zhì bù zhì bào zhì, wǒ bù zhì bào zhì. Nǐ hè bù hè jiǎo, wǒ hè jiǎo. Nǐ de shù shì xìn, xìn bù xìn, wǒ de shù hěn xìn. Nǐ zhù bù zhù xuě xiào de shù shè, wǒ zhù xuě xiào de shù shè. Nǐ de xiàng zhì zhòng bù zhòng, wǒ de xiàng zhì hěn zhòng. Hoàn chỉnh hội họa, hoàn thành hội thoại. Nǐ xiě bù xiě hàn zhì, wǒ bù xiě hàn zhì. Zhì shì huí de bào, zhì shì wǒ de bào. Nǐ qù bù qù, wǒ bù qù. Nǐ hàn shěme, wǒ hàn diàn nǐ. Nǐ máng bù máng, wǒ hěn máng. Tà shì bù shì mèi guò rén, tà bù shì mèi guò rén. Nǐ mǎi bù mǎi zhí dài, wǒ bù mǎi zhí dài. Bài số 7, dùng đợi từ nghi vấn để đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Ví dụ, Wang lão sư, sư của mình tờ lão sư, suy sư nì mình tờ lão sư. Câu 1, Mã Lị sư của tờ bạn yêu. Câu hỏi sẽ là, suy sư nì tờ bạn yêu. Câu 2, Trang Tùng sư bái lão sư tờ suy sân. Câu hỏi sẽ là, Trang Tùng sư suy tờ suy sân. Câu 3, Tha sư Wang lão sư tờ ai rần, tha sư suy. Câu 4, Tha sư của mình tờ suy xeo chẳng, tha sư suy. Câu 5, Na sư chung nghèo. Câu hỏi, Na sư sấm ơ. Câu 6, Chưa sư khan in chữ tiền, chưa sư sấm ơ chữ tiền. Câu 7, Chưa sư khan ủy su, chưa sư sấm ơ su. Câu 8, Chưa xịa tâu sư in huấn su, sấm ơ tâu sư in huấn su. Câu 9, Ổ khơ trá. Câu hỏi sẽ là, Nì khơ sấm ơ. Câu 10, Tha chu ơ sư ơ lấu. Câu hỏi sẽ là, Tha chu nạc. Bài số 8, đọc hội thoại, giao tiếp. Chơ cửa su bao sư suấy tợ, sư ủa tợ. Cấy nỉ, xia xịa, xác nhận tên sự vật. Chơ sư sớ mợ, chơ sư tên nạ, na xia sư sớ mợ, na xia sư đoạn phán, đĩa mềm. Ở dưới nó có một loạt về các cái thiết bị liên quan máy tính, các bạn đọc cùng tôi. Tên nạ, chủ chi, xẻn sư chi, chen phán, khai quan. Sủ beo, rọn phán, tra thấu, tra chua, tả in chi. Trên đây thì suốt cả một quá trình vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn từ bài 1 cho đến bài 15 của quyển Hán ngữ 1. Chúng ta vạn bất đắc dĩ thì mới phải học online. Bởi vì học online thì nó có rất nhiều những cái yếu điểm. Ví dụ các bạn không được thảo luận theo nhóm, các bạn không được diễn kịch, không được thi đấu từng đội. Ví dụ ở các lớp học của tiếng Trung chuyên viên chúng tôi luôn có phân chia hai đội cùng thảo luận về một vấn đề nhưng mà hai khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là lấy chồng Trung Quốc có nên ấy, hay là lấy chồng Việt Nam, thì một đội sẽ nói lấy chồng Trung Quốc, một đội nói lấy chồng Việt Nam, thì hai đội sẽ phải đưa ra các lý lẽ và giáo viên sẽ hướng dẫn thêm. Lớp học nó sẽ rất vui, vui hơn rất nhiều so với các bạn học online. Học online chỉ là trong trường hợp chúng ta không có điều kiện đến lớp và các bạn ở quá xa thôi thì bắt buộc phải dùng cách này. Và hiệu quả của chúng ta nói thẳng chỉ đạt 70%, các bạn cố gắng hết sức thì được 80% so với lớp học tại tiếng Trung.vn, bởi vì cái độ tương tác nó quá cao. Nhưng mà không sao, thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn như vậy nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng theo cách vừa rồi. Thì trên đây tôi đã làm cho các bạn đầy đủ cả 15 bài, kể cả đáp án, kể cả bài khóa. Thì các bạn cứ luyện đi luyện lại, nghe đi nghe lại thì các bạn sẽ tự giỏi lên, sẽ tự tiến bộ được lên. Đấy. Và trong quá trình đó các bạn nên viết các chủ đề. Ví dụ như chúng ta học về bài về hoa quả thì chúng ta phải viết, ít nhất là chúng ta phải gõ lại được cái nội dung đấy, về nội dung bài khóa đấy bằng chữ Hán theo hai cách. Một là viết ra giấy, hai là viết bằng phần mềm QQ ở trên trang web hoặc là trên văn bản Word. Như thế thì các bạn mới có thể tiến bộ lên về phần chữ Hán. Trên đây thì là tất cả những cái tâm huyết mà chúng tôi đã
cố gắng cùng đi cùng với các bạn trong suốt thời gian vừa rồi, trong 15 bài. Còn vấn đề hán 2 chúng tôi có làm hay không thì chờ sau sẽ rõ. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.